Ban Thường vụ, quý vị trong Hội đồng Giáo sứ Hoàng Hưng, Ban Điều hành Giáo hội Công an và Giáo hội UB, Hội các bạn bè, Thế số Maria, gia đình Phật tử Thánh Tâm, Thánh Minh Chuẩn, Yêu Vi Thánh Thể, Ban Lễ Sinh, các đoàn thể nói chung và quý ông bà anh chị em, trong niềm tin cậy nơi Đức Kitô phục sinh, chúng ta cử hành lễ an táng cho cụ bà Maria Trần Thị Cung, là hội viên các đoàn thể Công giáo, là phu nhân của ông Nguyễn Sùng mất năm 2007, là thân mẫu của ông Nguyễn Văn Mạnh, phó chủ tịch hội phụ hội đồng giáo xứ Hòa Hưng, đồng thời cũng là trưởng Phú Ria Thọ hai của Lê Dung Ma Nghê Hạc Phú Thọ, là thân mẫu của ông Nguyễn Văn Hòa, trưởng Phú Phí Phê, là thành viên thân mẫu của ông Ngô Nguyễn Thế Hùng, là thủ quỹ của đồng giáo sư Thánh Siêu Võ Gốc, và ông Ngô thân phụ của cha Nguyễn Quốc Bảo do Đông Đức Cô. Bà cụ Maria đi về với Chúa vào lúc 11 giờ đêm thứ ba 6 tháng 6, hưởng thọ 94 tuổi, trong sự tiếc thương không những của họ Trần Nguyên mà còn biết bao nhiêu người thương. Xin Thiên Chúa dầu lòng thương xót cho cụ bà Maria của Quỳnh Phúc, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu an được căn gia, và xin cộng đoàn để đi cùng nguyện. Ngoài đời người ta hay chọn ngày mà hên xui chẳng biết, còn chính Thiên Chúa chọn ngày cho cụ bà Catalina thì cũng thật là hên. Cụ bà mình chung vào ngày 16 tháng 6 giữa tháng Thánh Tâm, và an táng hôm nay 19 tháng 6 đúng là ngày lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu, và cũng là ngày thứ 6 kính lòng thương xót của Thiên Chúa. Thật là ý nghĩa nhiệm màu để cụ bà đắm mình trong tình thương của Chúa. Hôm nay còn là ngày kỷ niệm 30 năm tuyên thánh 117 vị thử đạo tại Việt Nam. Thật là thích hợp để cầu xin lúc cuối lễ, xin các thiên thần dẫn đưa Catalina vào thiên đàng. Khi tới nơi, xin các thánh thử đạo đón tiếp và đưa Catalina vào thành thánh Jerusalem. Không còn gì là ý nghĩa hơn đối với cụ bà Catalina hôm nay. Cụ bà chúc thương đặc biệt với ơn trưởng thọ 94 tuổi như cây cao bóng cả, đã trở che nắng mưa cho con cháu đông đảo. Nay cây em đại thụ hay là cổ thụ đã ngã xuống, không phải như mấy cây đổ xuống cây chết người, mà cây đại thụ này ngã xuống
cách êm đềm, lẽ đem sự sống mới cho dòng tộc ngã xuống, để con cháu được đứng dậy trong ánh sáng mặt trời. Nói đến cây thì dưới lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Matthêu, cây mà tốt thì quả tốt, mà cây mà sâu thì quả cũng sâu, vì xem quả thì biết cây. Cây tốt thì ai cũng biết rồi. Cụ bà Catherine là một người đạo hạnh thường xuyên đi lễ nhà thờ, là hồi viên các bà mẹ hòa hương, sản sinh được 7 người con, đều là những người tốt lành, và các con cháu cũng là đức hạnh, khuyến khích con cháu tham gia miền Trung, nào là hội đồng của giáo sư, nào là các cụ đoàn đều khắp, nào là ơn gọi mấy quả con hào hạ, cháu nội Nguyễn Quốc Bảo Trung giáo là nước Paraguay, miền Nam nước Mỹ, nước Việt Nam. Xem quả thì biết cây, với nhiều quả đều là quả ngon thơm ngát, như ông Nguyễn Văn Mạnh phó bản đồng tổ sứ, ông Nguyễn Văn Hòa trưởng khu di phê, ông Cố Nguyễn Thế Hùng quý hội đồng giáo sứ tại khu sứ Gò Vấp. Ngoài ra các con cái trong chất đều là những hạt giống tốt được ươm trồng trong các đoàn thể, trong các giáo sứ Việt Nam cũng như là hải ngoại. Gia đình họ Nguyễn Trần có tất cả 47 thành viên như sau: 7 người con, trong đó là 5 trai và 2 gái, cùng với con dâu và con rể, 12 cháu nội với 3 chất nội, 11 cháu ngoại với 7 chất ngoại, và một đại gia đình hạnh phúc. Như vậy, bà Catalina xứng đáng được sách Khôn Ngoan khen ngợi rằng là tuổi già đáng kính trọng, vì sống đạo đức tương sáng nay được sáng lan trước tôn nhà. Thánh Phaolô từng nói: sống khi tôi, chết là một mối lời. Để rồi Thánh Gioan xác nhận trong sách Khải Huyền: chết trong tay Chúa được thể hiện việc lành phúc đức theo bên suốt đời. Thật là một cái chết có ý nghĩa, như hạt lúa chết đi có đi để sinh nhiều bông hạt. Điều đó cũng thích hợp với cách nói của người Việt Nam che giả mang bóng. Che này không chỉ là đại gia mà còn chất rễ chết lùi nữa, chết trong thanh bình. Nhưng mà măng có chịu mọc không, hay là có muốn mọc không, về mặt thiên nhiên cũng đúng như thế. Mong rằng sẽ có nhiều người, có những trong sòng họ và trong cộng đoàn dân Chúa, biết được thế chân của bà Catalina để vươn lên làm việc trong vườn nho của Chúa, vươn lên làm tông đồ giáo dân, làm chứng nhân cho tình thương của Chúa. Chúng ta không cần khiêu nại Chúa với sự ra đi bình an của bà Catalina,
cho họ một người bà, một người mẹ thật tuyệt vời. Amen. Xin chào mọi người ở lại, tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người, tôi ra đi lìa xa trần thế. Xin chào mọi người ở lại, bao nhiều năm chung bước đường chân, giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Chúa tha lỗi lầm. Giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Ngài thương cứu rỗi. Đường đời đau thương để lại tớ mong giờ phút này bên Chúa từng ngày hạnh phúc tràn đầy. Xin chào mọi người ở lại, tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người, tôi ra đi lìa xa chân thế. Xin chào mọi người ở lại, bao nhiêu năm chung bước đường chân, cuộc đời mong manh giữa bầu trời xanh xác thân phận hèn. Thân con yêu đuối một đời gian nan, từng ngày lầm than gặp bao sóng gió. Giờ này ra đi lại Ngài quên đi biết bao tội đời, cho vào nước trời bên Chúa tuyệt vời hạnh phúc đời đời.